Thank you.
Chào các bạn đã thưởng thức một ca khúc nổi tiếng. Thank you.
yêu mình, tình đường phai. Xin em đừng qua vùng có hoa, xin em đừng đến những nơi chưa xanh hoa ca, vì tình nào không vào đam mê. Anh xin em giữ trọn đời đi, tình mình em ngày đời em chê. Ta cùng nhau giữ trọn tình quê, tình mình em ngày đời em chê. Cảm ơn các ta cùng nhau giữ trọn tình quê. Lễ hội trái cây tại phường Ninh Sơn, Ninh Thuận thật là tuyệt vời và ấn tượng. Được tổ chức định kỳ hàng năm, lễ hội thu hút sự tham gia của đông đảo cư dân địa phương từ các khu vực như Khánh Hòa, Đơn Dương và các xã ở huyện Ninh Sơn. Tại lễ hội, mọi cửa hàng của thương lái và nông dân đều bày biện các loại cây trái trông rất đẹp mắt và phong phú. Liên lại bằng ba đứng gần câu hát mời chầu Hà Nam quê ta duyên dáng thiết tha phù lý quê nhà câu dân ca có từ bao giờ. Sắc màu của các loại cây ăn trái được trồng tại địa phương như mận, xoài, vú sữa, nho, thanh long, dừa, bưởi, sầu riêng, mít, chuối và nhiều cây trái khác, vân vân, tạo nên một thế giới tràn ngập hoa trái, niềm vui và sức sống. Ở mà để thương để nhớ để đợi để chờ về bên phố vẫn đi trên con đường mới tìm câu dân ca về bằng thanh châu vẫn nghe câu ca nao lòng ánh sáng chờ bầu tìm mua buồn câu anh qua câu không chỉ có các loại trái cây phong phú, những loại thức ăn, thức uống, đồ ăn vặt cũng sôi động với vô số món ăn từ trái cây nữa. Châu tình em còn son, anh cũng còn son. Anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà. Thank you.
mây trầu Hà nắng quê ta duyên dáng thiết tha. Thứ nhất là chúng ta chỉ có tham gia thực hiện trực tiếp, mỗi nhóm chúng ta là bốn người, và cố gắng là những người như thế. Thì bây giờ là trước khi là chuẩn bị bắt đầu thì đề nghị sau khi phút như này là các đơn vị tập trung tại cái điểm bàn nấu của từng đơn vị mình. Ban giám khảo sẽ đi lượt qua một vòng kiểm tra nguyên vật liệu có còn nguyên đảm bảo đúng theo để lại yêu cầu hay không, sau đó sẽ chính thức phát lệnh là bắt đầu. Cái gì gọi chị nha? Và các anh chị nhớ này, khoảng ở đúng 2:30 thì chúng ta sẽ chính thức, và tính từ điểm đó cho đến 90 phút là kết thúc, được chưa? Và bây giờ nếu như một cái bộ các bộ chúng ta cũng là chưa rõ, nghe lỡ rồi bây giờ mời các bộ về vị trí chủ mặt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thiên nhiên hết. Cái này là xà bông dầu dừa luôn. Xà bông dầu dừa hết. Dầu dừa hả? Dạ đúng rồi. Ừ.
Sông Pha hả? Dạ. Thank you.